nó ngon rồi, nội dung khách hàng cần rồi, làm luôn một video quay lại. Nếu chỉ là chuyên gia thì ghi trên màn hình, tôi thường làm là ghi trên màn hình dạy họ cái gì đó. Cách đơn giản là quay lại Zoom họp cũng ra video marketing. Cách thứ hai là làm Lumen 5 là dễ nhất, tôi học thầy Johnson Marcel và rất nhiều chuyên gia trên thế giới họ đang dùng cái này, bởi vì nó cho việc làm việc đổi nhóm. Khi ép một nhân viên vào thì các bạn ở nhà vẫn vào từ đưa xuống từ biên tập được, nhiều người dùng chung được, và nó quay bây giờ nó lên đến 4K rồi. Nếu anh chỉ trả tiền rất là rẻ thôi, không 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 nhiều tiền đâu, nếu miễn phí cũng được, cứ vào dùng trải nghiệm miễn phí, nếu ok thì trả tiền gọi cao hơn được chưa ạ. Lum Islum, ghi lại I L O O M, nếu anh chỉ là chuyên gia L O O M. Rất nhiều phần mềm, nhưng mà phần mềm này tôi trải nghiệm rất nhiều, nhưng mà sau này tôi thấy ok nhất, và tôi thấy những người thầy tôi cũng làm như vậy thì tôi dùng thôi, thấy những người thầy tôi dùng tốt thì tôi cũng dùng. Đó là quay màn hình máy tính nha anh chị, quay màn hình máy tính. Thậm chí trước đây tôi đi học Ultimate là cái cách ghi hình ấy, anh chị thấy thấy trên truyền hình Việt Nam có đúng không ạ, có cái background thường màu xanh hoặc màu trắng đúng không ạ, để làm gì cả anh chị, để người ta ra ghép cái hình ảnh phía sau lưng khỏi nó bị nổ đúng không ạ. Màu xanh là nó phản chiếu với các màu khác, anh mặc áo đỏ áo đen áo xanh áo tím gì cũng được, nhưng nó không bị phản đến cái màu xanh. Và khi có cái nền màu xanh thì chúng ta ghi hình, người được gọi là ghi hình, các bạn làm quay phim này nó biết rõ cái này, gọi là ghi hình. Trước đây tôi dùng cái đó, nhưng mà nếu anh chị em thực sự nếu mà dùng đến 4K như cái bản Phạm Bích Liên ấy thì dùng, những cách tôi bây giờ tôi bỏ, bởi vì trên CapCut nó cho xóa nền và cho nó ghép vào được, được chưa? Dân đơn giản không phải học cái đó nữa, tôi nghĩ là như vậy, bởi vì chuyên gia chúng ta không phải là chuyên gia thực làm những hình ảnh video đến 4D đâu đúng không nhỉ. Chúng ta làm marketing chỉ cần truyền tải thông điệp đến đến họ là ok rồi. Và thầy tôi cũng như vậy anh chị, thầy Johnson theo anh chỉ có thể vào theo dõi kênh của ông, toàn làm như vậy thôi, đơn giản nhanh, mà cái gì đơn giản thì nhân bản được cái anh chị. Tôi có thể làm được đúng không ạ, nhưng nhân viên tôi không làm được thì tôi không ưu tiên lựa chọn, bởi vì tôi đào tạo họ khó và không nhân bản được đúng không ạ. Cái gì dễ nhất hiệu quả thì dùng cái đó mà làm, chứ đừng đi học nỗ lực học những thứ nó quá phức tạp xa xôi, bởi vì Camtasia không phải ai cũng e gì được anh nhỉ, chỉ có các bạn kỹ thuật dưới này này họ dùng phần mềm chuyên nghiệp của họ, còn ta thì cứ làm cắp cắp dễ nhất đúng không. Mà bản pro của nó bao nhiêu tiền, 18 189 đô ở ngàn đúng không ạ, nhưng miễn phí là anh chỉ dùng phê lắm thôi, phê lắm rồi. Thì chúng ta dùng những cái công cụ đơn giản chúng ta làm cắt dựng video. Còn yếu tố để lên video thì tôi vừa nói xong search engine, từ khóa đầu tiên là hook chúng ta rồi, có thể là hook ngon rồi, nhưng mà từ khóa đó phải chưa có người làm, ít người làm cái gì, có nghĩa từ khóa đó nhiều người tìm nhưng chưa có người làm thì được gọi là từ khóa ngon. Và thông thường những người search engine ấy thì họ thường gọi là nếu nó ngon rồi, nội dung khách hàng cần rồi, làm luôn một video quay lại. Nếu chỉ là chuyên gia thì ghi trên màn hình, tôi thường làm là ghi trên màn hình dạy họ cái gì đó. Cách đơn giản là quay lại Zoom họp cũng ra video marketing. Cách thứ hai là làm Lumen 5 là dễ nhất, tôi học thầy Johnson Marcel và rất nhiều chuyên gia trên thế giới họ đang dùng cái này, bởi vì nó cho việc làm việc đổi nhóm. Khi ép một nhân viên vào thì các bạn ở nhà vẫn vào từ đưa xuống từ biên tập được, nhiều người dùng chung được, và nó quay bây giờ nó lên đến 4K rồi, nếu anh chỉ trả tiền rất là rẻ thôi, không 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 nhiều tiền đâu, nếu miễn phí cũng được, cứ vào dùng trải nghiệm miễn phí, nếu ok thì trả tiền gọi cao hơn được chưa ạ. Lum Islum, ghi lại I L O O M, nếu anh chỉ là chuyên gia
LOOM, rất nhiều phần mềm. Nhưng phần mềm này tôi trải nghiệm rất nhiều, nhưng mà sau này tôi thấy ok nhất. Và tôi thấy những người thầy tôi cũng làm như vậy thì tôi dùng thôi. Thấy những người thầy tôi dùng tốt thì tôi cũng dùng. Đó là quay màn hình máy tính nha anh chị. Quay màn hình máy tính. Thậm chí trước đây tôi đi học Ultimate là cái cách ghi hình ấy. Anh chị thấy thấy trên truyền hình Việt Nam có đúng không ạ? Có cái background thường màu xanh hoặc màu trắng. Đúng không ạ? Để làm gì cả anh chị? Để người ta ghép cái hình ảnh phía sau lưng khỏi nó bị nổ. Đúng không ạ? Màu xanh là nó phản chiếu với các màu khác. Anh mặc áo đỏ, áo đen, áo xanh, áo tím gì cũng được, nhưng nó không bị phản đến cái màu xanh. Và khi có cái nền màu xanh thì chúng ta ghi hình, được gọi là ghi hình. Các bạn làm quay phim này nó biết rõ cái này, gọi là ghi hình. Trước đây tôi dùng cái đó, nhưng mà nếu anh chị em thực sự nếu mà dùng đến 4K như cái bản Phạm Bích Liên ấy thì dùng. Những cách tôi bây giờ tôi bỏ, bởi vì trên CapCut nó cho xóa nền và cho nó ghép vào được. Được chưa? Dân đơn giản không phải học cái đó nữa. Tôi nghĩ là như vậy, bởi vì chuyên gia chúng ta không phải là chuyên gia thực làm những hình ảnh video đến 4D đâu, đúng không nhỉ? Chúng ta làm marketing chỉ cần truyền tải thông điệp đến đến họ là ok rồi. Và thầy tôi cũng như vậy anh chị, thầy Junson Video anh chỉ có thể vào theo dõi kênh của ông, toàn làm như vậy thôi, đơn giản, nhanh. Mà cái gì đơn giản thì nhân bản được cái anh chị. Tôi có thể làm được, đúng không ạ? Nhưng nhân viên tôi không làm được thì tôi không ưu tiên lựa chọn. Bởi vì tôi đào tạo họ khó và không nhân bản được. Đúng ạ. Cái gì dễ nhất, hiệu quả thì dùng cái đó mà làm. Chứ đừng đi học, nỗ lực học những thứ nó quá phức tạp xa xôi. Bởi vì Camtasia không phải ai cũng edit được anh nhỉ. Chỉ có các bạn kỹ thuật dưới này này, họ dùng phần mềm chuyên nghiệp của họ. Còn ta thì cứ làm cắp cắp dễ nhất, đúng không ạ? Mà bản pro của nó bao nhiêu tiền? 189 đô, ngàn, đúng không ạ? Nhưng miễn phí là anh chỉ dùng phế lắm thôi, phế lắm rồi. Thì chúng ta dùng những cái công cụ đơn giản, chúng ta làm cắt dựng video. Còn yếu tố để lên video thì tôi vừa nói xong search engine, từ khóa đầu tiên là hook chúng ta rồi. Có thể là hook ngon rồi, nhưng mà từ khóa đó phải chưa có người làm, ít người làm cả anh chị. Có cái từ khóa đó nhiều người tìm, nhưng chưa có người làm thì được gọi là từ khóa ngon.